chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và hiện tại thì mình đang phát trực tiếp livestream tại khu vực kỹ thuật của DK Ground. Và trước màn hình đây là một vị khách rất là xinh, chị vừa trải nghiệm cái dịch vụ phun môi tại DK. Và bây giờ thì em xin mời ông một kính quay sát lên để chúng ta có thể quan sát cái tình trạng cũ của chị nhé. Đây là một chiếc môi sửa đó. Cái tình trạng cũ của chị này, màu môi không đều màu này, rất là lòng, rất là nhạt ở phần lòng đó. Ngoài ra thì bề mặt môi mặc dù đã phun rồi, tuy nhiên thì vẫn còn bị nhăn, hầu như là các khuyết điểm ở môi vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Ngoài ra thì môi còn bị khô và bị bong chóc ở phần viền nữa đó. Ngoài ra thì phần màu của môi thì là không đồng đều, trong lòng thì rất nhạt và bị bật đó. Ở viền môi thì đậm hơn nhưng mà chỗ đậm chỗ nhạt đó. Và bây giờ thì chị vừa trải nghiệm dịch vụ phun môi tại DK và chúng ta hãy nhìn sản phẩm bây giờ nhé. Em xin mời ông kính quay sát hơn một chút nữa để tất cả mọi người có thể quan sát được môi của chị hiện tại bây giờ này đó. Màu môi rất là mịn, trong mướt, và chị đã chọn cho mình cái tông hồng cam đúng không ạ? Vâng, tông hồng cam rất hợp với cả cái nước da trắng của chị đó. Và như mọi người quan sát nhé, những cái khuyết điểm của môi hầu như là không còn nữa, môi nhăn này, môi khô đã biến mất rồi, và thay vào đó là một đôi môi rất là tươi tắn. Chị ơi, vậy trong cái quá trình làm môi thì mình thấy thế nào ạ? Thì mình ổn thấy đây nhé. Trong quá trình làm môi thì mình có thấy đau rát, có chút gì không ạ? Thấy hơi đau, hơi một chút thôi đúng không ạ? Chỉ trong chừng chút xíu thôi đúng không chị? Vâng, vì là trước khi làm là mình đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Đó là trong cái quá trình làm mà nếu như mà cơ địa không ăn tê thì là trên da sẽ có trợ tê dạng lỏng cho mình đó. Vậy sau khi làm sửa xong chiếc môi này thì chị có thấy ưng không? Mình thấy thế nào ạ? Vậy sau ngày hôm nay thì mình có sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình đến trải nghiệm dịch vụ tại DK không ạ? Em cảm ơn chia sẻ của chị rất là nhiều, và rất mong là chị sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè đến để cùng trải nghiệm dịch vụ tại DK để được xinh đẹp giống như chị. Vâng, và mọi người ơi, nếu như mọi người cũng muốn sở hữu cái đôi môi mà xinh xắn và tự nhiên như này ấy, thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi đến số hotline 0911310000 nhé mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ạ. Xin chào mọi người.